Chúng con thấy là rất là nhiều người họ bị cái bệnh tiểu đường ấy bạn. Đúng rồi. Thì con không biết là do xã hội rồi là môi trường ăn uống nhiễm độc hay như thế nào mà bây giờ rất là nhiều người bị. Thế thì cái bài thuốc của nhà mình ấy thì bà có cái bài thuốc để chữa được cái bệnh này không bà? Có mà anh. Hầu hết cái tiểu đường ấy thì mình phải tìm nguyên nhân. Đấy, nguyên nhân tất cả thì cũng như cháu nói đấy. Giờ theo môi trường này, ăn uống này, cái gì cũng phun, bảo quản. Cái tiểu đường này ảnh hưởng là nó cũng do cái thận mình ấy cháu. Thứ nhất là thận mình kém này, tỳ vị mình kém thì nó sẽ sinh ra tiểu đường. Mà đã tiểu đường thì nó cộng thêm anh để huyết áp cao, anh huyết áp cao. Đấy, nó cũng không thể cân bằng được ấy, lúc lên lúc xuống ấy. Vâng, có nhiều người đã còn mỡ máu nữa cơ. Bị cả mỡ máu à bạn? Ừ, cái tiểu đường nó gây ra nhiều bệnh. Nhưng mà cái thời xưa nên là ít người người ta bị bệnh tiểu đường, sao bây giờ nhiều người bị thế bạn nhỉ? Ngày xưa nói chung là ăn uống nó sạch cháu. Vâng. Ăn thực phẩm cái gì nó cũng sạch. Vâng. Thế nên bây giờ mình ăn uống nó lại là quá đầy đủ mà lại quá ô nhiễm nữa. Vâng. Đấy, sinh ra thận mình nó cũng kém ấy. Nó sẽ không vận hành được, cái thận mình chả khác gì cái kim bơm ấy cháu. Vâng. Đấy, thận mà yếu nó tắc đầu thì nó sinh ra bệnh đấy. Vâng. Thế bà thì cái bệnh tiểu đường thì theo bà thì cái nguyên nhân chính của nó là do cái vấn đề gì ạ? Do thận yếu tỳ vị kém. Vâng. Hai cái nguyên nhân này dẫn ra tiểu đường. Đấy, nó không lọc, nó không đào thải được. Vâng. Thì cái thuốc của nhà mình ấy thì nó điều trị bệnh này như thế nào ạ bà? Thuốc của bà thì trước đây là bà cho đun uống, nhưng hiện nay là bà sẽ nấu cô đặc lại thành cao hay sao? Vâng. Cái này thì trước hết bà cũng cho như cháu nói, bà vừa nói với cháu đấy. Vâng. Mình phải bổ thận ạ. Vâng. Bổ thận, bổ tỳ vị xong nó tự lọc và đẩy đường huyết đi. Vâng. Đấy, những người uống 1-2 tháng đầu thì cũng có người chưa biểu hiện được đâu. Vâng. Nó chưa giảm ấy, nhưng mà trong cái cơ thể người nó sẽ cảm thấy, cảm nhận là nó sẽ khỏe hơn. Vâng. Cái thuốc của nhà mình bây giờ mình bào chế thành dạng gì hả bà? Của bà thì hiện nay bà bào chế dạng thành dạng cao rồi cháu. Vâng, thì bà giới thiệu qua cho bệnh nhân thì các mọi người có thể nắm. Đây, ví dụ như cái hộp cao vào đây. Hộp cao vào đây thì ở đây thì có hình ảnh của bà này, mấy cháu ấy. Vâng. Đấy, để mấy trong đây thì nó có 3 miếng cao. Đây, của bà là có 3 miếng cao như vậy. Đây. 3 miếng cao. Cái cao của nhà mình đây thì nấu từ những cái gì hả bà? Ôi, nó từ các loại thuốc. Cái trước hết mình cho thuốc bổ thận. Vâng. Bổ thận xong mình mới cho những cái loại nó giảm đường huyết đi. Vâng. Đấy. Ví dụ như dây thìa canh thì bắt buộc phải có. Vâng. Thìa canh, lá ổi này, như bà nấu rau dền gai, cây mật gấu, rồi thì hoàng cao lương, y dĩ. Trong này phải có mà. Trước hết là bổ thận. Bổ thận ở đây bà lại phải cho cái dây tiết dề hay sao? Vâng. Cái dây tiết dề là bắt buộc thận yếu phải có cái đấy. Thế mới nhiều vị tục. Trước hết cho thận khỏe, tỳ vị mình khỏe lên. Vâng. Thế mới trị cái đường huyết này. Cái cao này mình nấu nó có lâu không hả bà? Ôi, đấy, cái cao này nấu phải nửa tháng đấy này. Nửa tháng. Như cái cao tiểu đường. Vâng. Phải nửa tháng nó mới đủ thuốc mà. Có phải là cứ hôm nay nấu được đâu. Hôm nay mình nấu vài loài, mai vài loài, bây giờ nó đủ thuốc cô đặc lại. Vâng. Thì đây, cứ mỗi miếng này về chia là 10 ngày. 10 ngày à? 10 ngày hòa nước sôi uống trực tiếp thay như nước lọc. Vâng, thế thì cái cách dùng nó cũng dễ lắm chứ bệnh. Dễ mà. Cũng tiện lợi chứ mà. Vâng. Là một số bệnh nhân thì chắc là thời đại thì bây giờ nó cũng bận rộn thì chắc người ta cũng không thể dùng, là đun thuốc thì nó cũng mất công lắm. Nhiều đúng rồi. Đúng rồi. Nhà mình nấu thành cao như vậy con thấy cũng rất là tiện. Và cái này mà ai mà đi công tác ấy, ví dụ người ta có cái phích như thế này đấy. Đây. Chia 10 ngày cho vài phích đây là đi uống. Thay như nước lọc hàng ngày. Cứ uống cả ngày thay nước lọc. Uống cả ngày thay nước lọc, hoặc là bận quá không uống được thì cứ vê miếng ăn, ngày ăn 2 hoặc 3 lần. Vâng. Vê thì miếng ăn uống nước vào. Cái kể cao, cả. Con hỏi cho con hỏi là cái cao tiểu đường nhà mình ấy, cái thành phần ở trong đấy nó có khoảng mấy chục thành phần, có nhiều. Ấy, nó phải vài chục chứ cháu. Vâng. Ừ, nhưng mà bà chỉ kể vài loài như mình biết thôi, còn cái bí quyết của gia đình thì không nói được. Vâng. Không kể được. Cái bệnh tiểu đường này thì bà đã chữa cho nhiều người khỏi rồi. Ôi, ở đây nhiều, rất nhiều rồi cháu. Nhưng mà cái tiểu đường này uống nó cũng theo cơ địa từng người ấy cháu. Vâng. Không phải là cứ uống như thuốc tây nhất là một tuần đâu. Vâng. Ở đây thì phải uống, mình xác định có người 6 tháng, người 1 năm cơ.
Nhưng mà nó khỏi là nó có mình có thể phụ thuộc vào thuốc không bà? Không, cái này là do cái cơ địa của mình ấy, nó mà hợp thì rất là nhanh, hoặc là nó thận mình ấy, nó còn chưa suy lắm á. Thì là mình uống nó rất nhanh, cái này phải cho thận nó khỏe. Nó đã hết tiểu đường từ đấy nó khỏe rồi, thận khỏe, tỳ vị mình khỏe lên, cơ thể mình khỏe. Tức là người ta là người trở thành người bình không bình thường. Bình thường không rồi. Phải phụ thuộc vào thuốc, không phải uống. Đúng rồi. Là người ta có thể bỏ thuốc và sinh hoạt như người không có bệnh đúng không? Người bình thường sống như bình thường. Như vậy thì tốt quá, bởi vì con thấy hiện tại thì các loại thuốc chữa tiểu đường thì cũng khó, bởi vì đa phần thì con thấy là một số các bệnh nhân thì thông thường bây giờ bị tiểu đường là người ta hay điều trị thuốc tây. Thì người ta cứ điều trị thuốc tây thì năm này qua năm khác ấy, thì cũng thấy bệnh này nó cũng không đỡ, nhưng mà người ta cứ phải phụ thuộc như vậy. Thuốc tây thì kể cả như tây y thì người ta cứ bảo là phải sống chung với lũ thôi cả đời đấy. Mà của các bà này thì thực là nó nguyên chất. Mình đây là gọi là thô sơ. Cứ lấy thuốc về đun, cô đặc lại thành cao. Thì cái thuốc tiểu đường nhà mình ấy, thì khi mà bệnh nhân người ta uống ấy, thì nó có những cái dấu hiệu gì để mà người ta cảm thấy trong cơ thể người ta sẽ như thế nào? Có những cái tác dụng phụ không bà? Không, cái này thì ví dụ như anh nào mà chưa uống thuốc nam bao giờ ấy, thì uống vào thì cũng cảm thấy nó hơi cồn cao ấy. Như là đói ấy, xuất ruột ấy. Mà nó cũng giảm cân đấy, riêng cái tiểu đường này này. Uống vào nó sẽ giảm cân. Thế nhiều người cũng phản ánh với bà là giảm cân, nhưng mà người ta khỏe mạnh lên. Người ta phấn khởi để phấn chấn. Ăn uống nó cũng ngon miệng ấy. Mình đi lại có nhiều người cứ phản ánh là ngủ nghe cũng sướng, dậy sớm không nghe uể oải như xưa nữa. Đấy, trước mắt là nó thế, chứ còn để mà mình đo cái lượng đường từ tháng đầu thì chưa được đâu. Tức là thuốc nam mình phải dùng lâu dài. Đúng rồi, phải kéo dài. Kiên trì thì mới khỏi được. Vâng, thì chúng con cũng làm một cái clip để chúng con phỏng vấn bà về cái bệnh tiểu đường. Rồi. Thì cũng mong là một số bệnh nhân thì người ta có bệnh thì người ta có thể người ta tham khảo. Thì những ai mà có nhu cầu thì người ta sẽ biết đến bài thuốc nhà mình. Vâng, hiện nay là ở dưới Hà Nội đấy. Bà có cái cháu nào là dưới đấy, tên là cháu là Quang Vinh ấy. Đấy, cứ gọi đến nhà thuốc Quang Vinh ấy. Mà đây có hình ảnh của hai bà cháu. Đấy, đến đấy các cháu nó sẽ tư vấn trực tiếp thôi. Còn bà thì như trực tiếp sản xuất đấy. Mà bà thì chả biết Facebook là cái gì. Bà thì vẫn dùng điện thoại đen trắng thôi. Quang Vinh thuốc nam, thảo mộc từ tâm. Chúng con là về như lúc nãy là chúng con cũng ở trong nhà bà rồi. Thì thấy là bà có rất nhiều những cái giấy khen rồi thì về hội đông y rồi thì bằng khen. Nhưng cụ thể đây chúng con là xem thấy là bà còn được cả sách viết. Cụ thể là có sách viết là cây thuốc quý của người Dao. Ba vì. Là bà đây là có cả là bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng ấy kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc đây Triệu Thị Thanh. Và rồi đây là những cái chứng chỉ về thuốc mẹ và thật nhiều những cái nhiều giấy khen lắm, chả treo được hết đâu, còn bỏ thôi á. Vâng, đây báo chí là cũng viết về bà nhiều. Chúng con được xem bà trên là cái led Việt mà VTC10 đấy, hay quay hay có tư liệu nói về bà lắm. Đây báo là lương y hơn 50 năm chữa bệnh, rất nhiều báo có cả sách viết về bà và có cả bằng khen của thành phố, ủy ban thành phố, rất nhiều bằng khen. Chúng con về làm một đoạn video nói về thuốc, bởi vì chúng con thấy là bà là người có uy tín, vừa là người uy tín cộng đồng như lúc nãy ngồi nói chuyện với bà. Hiện nay bà cũng đang công tác là chủ tịch hội đông y đúng không bà? Vâng. Tôi chúng con cảm ơn bà. Chúng con về đây là làm một cái clip ngắn. Tôi hiện nay tôi là cũng làm nghề thuốc nam gia truyền lâu năm, trên 50 năm rồi. Mà trên thị trường thì cũng nhiều người lấy tên tuổi của tôi, nhưng mà là thuốc lại có khi là không phải của tôi. Đấy, nếu mà quý vị có ai mà có nhu cầu chữa bệnh mà thực sự muốn lấy thuốc của tôi thì liên hệ với cháu Vinh. Đây là cháu Vinh. Hiện nay đang quản lý trang web và trên Facebook của tôi. Đấy, mà hiện nay là cháu ấy trực tiếp gửi thuốc cho các bệnh nhân ở khắp trên toàn quốc.
Đấy, nhưng mà ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với cháu với số điện thoại là 0908896991, 0982698891, cháu nó trực tiếp gửi thuốc cho nó nhanh hơn. Thuốc Nam Quang Vinh tự hào là nhà thuốc của lương y Triệu Thị Thanh, chủ tịch Hội Đông y Ba Vì, người thầy thuốc của nhân dân năm 2018. Với hơn 50 năm kinh nghiệm bốc thuốc chữa bệnh cứu người bằng những bài thuốc bí truyền hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, chúng tôi luôn cố gắng để đem điều tốt nhất tới bệnh nhân. Thuốc Nam Quang Vinh, địa chỉ tin cậy cho tất cả bệnh nhân. Quang Vinh Thuốc Nam, thảo mộc từ tâm. Hotline 0908 896 991, website triệuthithanh.com. Xin trân trọng cảm ơn. Thuốc Nam Quang Vinh tự hào là nhà thuốc của lương y Triệu Thị Thanh, chủ tịch Hội Đông y Ba Vì, người thầy thuốc của nhân dân năm 2018. Với hơn 50 năm kinh nghiệm bốc thuốc chữa bệnh cứu người bằng những bài thuốc bí truyền hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, chúng tôi luôn cố gắng để đem điều tốt nhất tới bệnh nhân. Thuốc Nam Quang Vinh, địa chỉ tin cậy cho tất cả bệnh nhân. Quang Vinh Thuốc Nam, thảo mộc từ tâm. Hotline 0908 896 991, website triệuthithanh.com. Xin trân trọng cảm ơn. Thuốc Nam Quang Vinh, địa chỉ tin cậy cho tất cả bệnh nhân.